Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn từ chốn na. Từ này trong tiếng Hàn nó nghĩa của nó khá là vậy, cho nên là có nhiều bạn không biết nghĩa mà cứ thế sử dụng, cho nên là rất là nguy hiểm. Mình không khuyến khích các bạn sử dụng từ này nhá, nhưng các bạn phải biết từ này, tại vì người Hàn các bạn trẻ dùng rất là nhiều. Ok, từ này đọc là chốn na, bắt nguồn từ chột. Chột là cái của con trai, cơ quan sinh dục của con trai. Nhưng từ này khá là vậy, cơ quan sinh dục của con trai nó bắt đầu bằng chữ bờ. Các bạn hiểu chứ? Cộng với chữ na. Ở đây thì nó sẽ xảy ra trường hợp biến âm. Chữ này nó phát âm là chữ di cực này, cộng với chữ n đằng sau. Thì trường hợp này chữ di cực nó sẽ biến thành chữ niền, và nó sẽ phát âm là chốn na. Và khi nói hay khi viết, người ta cũng viết là chốn na như thế này để tránh phản cảm. Người ta không viết hẳn chữ chột ra, vì các bạn tưởng tượng như trong tiếng Việt mình chỉ viết là chữ vãi L này, mình chỉ viết là chữ VL thôi để tránh phản cảm, chứ mình cũng không viết hẳn cái chữ L này ra, đúng không nhỉ? Cách dùng của từ này như sau. Từ này, chốn na này đứng trước động từ hoặc tính từ. Ví dụ như là sinh vãi chốn na 예쁘다. Wow, chốn na 예쁘다. Hoặc là giỏi vãi đi, chốn na 잘하다. Wow, chốn na 잘한다. Khi mà nói thì mình sẽ thân chữ niêm mà, chốn na 잘한다. Hoặc nói lịch sự thì là chốn na 잘해요. Có một số bạn nữ người Hàn ấy, hoặc là người Việt, khi nói từ này ra người ta rất là ngượng mồm, cho nên là người ta sẽ biến tướng thành chốn la. Ví dụ như là ngon vãi lì, người ta sẽ nói là chốn la 맛있다, chốn la 맛있어요. Wow, chốn la 맛있어요. Lưu ý nhá, các bạn sử dụng từ này chỉ với bạn bè rất là thân thôi, chứ không bao giờ được sử dụng với người trên. Tất nhiên rồi, tiếng Việt mình cũng không bao giờ sử dụng cái từ vãi lìn này với người trên, đúng không nhỉ? Bài giảng của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay và hữu ích thì các bạn hãy ấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Annyeong.